À, bữa sáng của anh em tôi đã thành công. Một đĩa lòng luộc, một đĩa lòng sóc. Đấy. Mỗi anh em làm công này đỡ phải gót đi gót nhiều. Nhé, anh em dùng thử đi nhỉ. Ừ, dùng thử đi. Dùng thử đi cho các bạn xem này. Xin chào anh em nhé. Hôm nay anh em tôi là món lòng non sóc gừng. Cho đó. Đây là rượu nhá. Rượu. Thằng em đi làm phải nó làm món này nó ngon lắm. Đổ cả thôi anh. Hơi nhiều. Cứ đổ cả. Ôi dạ. Chúng ta đợi vung vào. Luộc bao lâu ấy? Luộc trong vòng khoảng tầm 10 đến 15 phút. Lòng chín, ok rồi. Bỏ gọn nó. Đấy, bỏ đấy. Đấy, đây các bạn nhìn này. Đấy, cho xong bự. Luộc. Rồi, đợi nó chín rồi vớt ra bát nước lạnh rồi cho tủ lạnh nhé. Đây đây, làm trước gia vị này đi. Tí chỉ có ăn thôi. Chỉ trộn này. Lá chanh à? Đây là lá chanh. Thái sợi nhỏ nhá. Thái cái chiều à? Khả năng phải đứng bên này dẻo nhé. Ây da, thái sợi luôn đấy nhỉ. Cho luôn cái bát rượu. Cho hết gia vị rồi đấy. Đợi lòng sôi rồi. Xả. Xả này chúng ta cũng thái sợi thôi. Thái bé thôi. Mình sao trộn nó không nát. Thái mỏng để tí trộn. Anh nghĩ thế là đã thấy ngon rồi đấy. Món này vừa đơn giản mà lại tốn rượu. Chưa, đợi một lúc. Đấy, thái dính luôn. Tầm 4 cửa xả các bạn. Thôi à, đảo lên. Mở vung lên. Còn tầm 5 phút nữa chúng ta vớt cho vào nước lạnh. Thôi thái chanh đi. Ok, tranh thủ chúng ta làm nốt gia vị. Chanh là mình vẫn để cả vỏ nha, thái lát mỏng nha. Chuối thế thì nó mới tốn mồi, tốn rượu này, tốn nước calo quá. Chuối vậy, món này rất đơn giản, dễ làm và dễ nhậu. Chúng ta sẽ ba cho ra một cái bát riêng.
nó tùy vào số lượng lòng ngon mình làm, cho nhiều ít là tùy mình thôi. Chứ còn đây là ớt thái mỏng mỏng, ớt cũng thái nhỏ nhá, cắt cái này nó vừa đẹp rồi nó này, mình tí mình rũ hạt ra luôn, không cần phải lọc kiểu kia. Hai quả ớt phải mát cay rồi, cái cay đương rượu nó dễ. Ìa, hai quả ớt này ghê à. Cầu ý à. Hạt ra, tôi ăn cả hạt cho bổ kéo. Tí nữa lấy ra cho nhiều vitamin, nhiều vitamin A. Rồi, ok, bây giờ xong lòng đã chín chưa? Đấy, chắc chín rồi đấy. Chúng ta tắt bếp, vớt lòng cho vào nước mát ngâm. Nước lạnh nha. Nếu mà mùa hè thì chúng ta có thể dùng nước đá lạnh ngâm để cho lòng nó giòn. Đấy, hơi nhiều lòng rồi. Đấy, cầm cái đây à. Rồi, cho nó tiếp tiếp nước luôn. Chúng ta ngâm vào nước mát nhé. Thì nhìn lòng này là anh em tôi làm hơi nhiều. Có cần cho tủ không? Chỉ còn đợt trời này thời tiết mùa đông rồi nên là mùa đông không lạnh đúng không? Chúng ta ngâm một lúc cho nó nguội lòng để cho nó giòn lòng ra, không bao giờ chúng ta thả. Lòng chúng ta đã ngâm nước đá xong, ta thái. Thái bao nhiêu? Tầm 2cm thôi, cho nó vừa miếng. Thái nhìn ngon nhỉ? Tí xóc cái kia nữa thì ăn ngon nữa. Món này là rất rẻ tiền, đơn giản. Có thể là nhậu vào lắm này. Phù hợp cho tất cả các anh em sinh viên và công nhân có thời gian làm. Đấy. Món này thực ra là anh chưa ăn bao giờ đâu. Hôm nay chú về làm cho anh này. Món này là món tủ của công nhân đấy. Đâu phải ai cũng biết làm đâu. Đúng là mét lòng cút rượu ấy nhỉ. Mét lòng cút rượu, anh em mình hiểu nhau nhiều hơn. Vị vào để trộn này, trộn món lòng này. Mì chính, mì chính chúng ta cho khoảng tầm hơn một muỗng thôi, cho một tí nước mắm vì tí chúng ta còn chấm nữa mà nên là cho vừa vừa đấy các bạn. Trộn rồi, rồi. Và chúng ta cho tất cả những cái gia vị vào và bắt đầu cho xả này, xả chanh đúng không? Cho xả này, như lá chanh này, cho hết rồi. Không để tí ít mình để lên trên nữa. Xả này, lá chanh này, riêng cái chanh này các bạn cho chữ cuối nhá, không mà nó sẽ mất hết cái hương vị của chanh ấy. Thế là ớt à? Cả ớt, ui bảy sắc cầu vồng ấy. Sóc cũng được mà. Rồi, 300. Xong này nó cũng hơi nhiều lòng nên là nó khó ấy được. Bán chặn. Sóc đi lưỡi. Không, này nó hơi nhiều lòng quá nên là cái này nó hơi bé. Chúng ta đảo nó thôi nhé. Đẹp phết nhỉ. Màu mè ấy. Nhìn màu mè hả? Cho chanh cho ấy vào đây luôn chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho chanh luôn rồi. Chanh rồi. Rồi hết rồi. Thì chanh này nó làm chúng ta đỡ ngấy. Đó, cho món này một cái gia vị nó kiểu là chua chua đấy. Anh nhìn đã hấp dẫn rồi, không phải giới thiệu đâu. Sao ruột lắm rồi. Hôm nay đầu bếp thuê từ ở đâu về? Rồi. Cướp tầm bao lâu ấy? Trong tầm khoảng 3 đến 5 phút thôi nha các bạn nhé. 3 đến 5 phút lâu quá vì lâu quá là... Nào nó chấm nhá. Đại là không tí cho đĩa. Đó, bữa sáng rồi em tôi đã thành công. Một đĩa lòng... lòng xong. Mỗi anh em làm cốc này đỡ phải rót nhiều. Anh em mình thử đi nhỉ? Ngưng thử đi. Ngưng thử đi cho các bạn xem.
chất lượng của món này. Chúng ta ăn là chúng ta về gấp kèm thêm miếng chanh nhá cho nó đậm đúng không? Hay ăn được nhiều ớt thì gắp có thể gắp thêm ớt. Nha. Có không? Anh thử nữa nhá. Xin mời tất cả các bạn nhá. Ngon, không ngấy. Miếng này dính ạ. Được. Nói là được. Xin mời bạn nhá. Rượu thuốc mà nó có màu ngon này. Ai à? Cái đấy làm như bánh xe. À, bánh xe công lý à? Làm như bánh xe công lý. Chấm với nước mắm ớt này. Ăn nóng nó ngon các bạn. Làm miếng chanh. Chua. Chua nhỉ. Đây cái cuống họng này. Cuống họng này ngon lắm này. Các bạn nhìn. Ăn cái này nó sụt sụt này. Uống rượu ăn ngon. Đang bận ở võ nhà này tí. Ăn đi. Dùng khi nó còn đang còn nóng. Đây, các bạn nhìn ngon chưa? Một miếng chanh và một miếng ngòng kẹp vào với nhau. Chấm rồi cho vào trong mồm. Ngon lắm các bạn. Chua chua của chanh. Ngòng ngon, dai, ăn nó giòn. Cay của vị ớt. Thơm mùi lá chanh. Cái lòng này mình luộc cho gừng với cả cho rượu nó cũng không có mùi gì luôn. Ngài ngài ngọt lắm. À. Cái đấy ngon lắm. Cái sụn ở cổ họng. Thôi anh em tôi bỏ ra đây. Anh em tôi nhậu phần đấy nhá. Cặp này mất năng suất. Chào, nó ấm tới bụng rồi. Anh nhắm bữa sáng làm cốc này là ấm không? Ấm đấy, rượu anh ngâm 3 lần đấy. Cái xe công lý này, phết này. Món này ăn phết nhá. Cũng làm được đấy. Cá nó nặng miệng. Chua chua, cay cay. Có thêm mùi thơm của lá chanh cũng làm cho món nóng này nó không bình thường là nó ngon được, nó hay có mùi. Mình luộc rượu gừng nhất qua thì nó sẽ hết mùi của lòng ấy. Nhưng mà mình ngâm nước đá vào thì vẫn giữ được cái độ giòn của lòng. Gà. Đúng rượu ấy. Mời anh em là hai câu. Ăn chán. Xin mời bạn. Ăn mấy cái chanh này không bị ngấy nhỉ? Gì đấy? Nọng này thường là chúng ta ăn là sẽ chỉ một vài miếng là chúng ta ngon lắm đầu thôi là sẽ ngấy. Chúng ta ăn kèm theo những cái chanh đổ chua này. Chúng ta có khế cũng được. Chanh, khế.
chúng ta có thể làm gia vị ăn kèm. Hôm nay là có thể là hơi không trời sáng lạnh, không kiếm được rau thơm nên là thiếu rau thơm nữa là sẽ rất tuyệt vời. Cái uống họ này ăn sờ ngọt đấy. Mà món này là rất đơn giản, tất cả các bạn là sinh viên hay là công nhân là đều làm được, chứ nó không phải cầu kỳ quá về cần nhiều cái như làm chúng ta làm món nước hay cái gì cả, mất thời gian. Nhanh gọn ra món nhậu luôn, có thể các bạn đi làm đêm về sáng hay là học sinh đến sáng ngủ dậy chủ nhật dậy mua nửa cân hàng về là anh em có được nhậu cả buổi không? Tâm sự của một thanh niên công nhân chuyên nhậu buổi sáng. Đúng là sáng anh em có mấy lòng cút rượu này hay ạ. Ba hơi rượu là hết. Nói chung là xoay quanh cái đồ ăn sáng thì nó nhiều. Ẩm thực Việt Nam mình cũng món thì nhiều món lạ lắm các bạn chưa biết được. Thế đấy thì anh em tôi sẽ làm dần dần cho các bạn. Có hạt chanh. Thì kiểu đấy là đương nhiên là chanh không phải có hạt chứ. Còn ăn là mình cũng chưa là hạt đấy. Của hen. Nếu mà không ấy, anh ăn từ đấy là không ấy, ngon luôn. Không ấy à. Thôi, cảm ơn các bạn đã xem video của anh em tôi. Chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc. Và các bạn nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng xem video của anh em tôi. Và nhớ đăng ký kênh để chờ đón những video tiếp theo. Thôi, xin chào các bạn. Thôi, chào cả nhà nhá. Hôm nay chào cả nhà. À, các bạn.